Thế ông em với bố em thì đều là nghệ sĩ, thì khi mà từ bé em có nghĩ là mình sẽ lớn lên mình có làm cái gì khác ngoài nghệ thuật Thực ra là em cũng chưa, tại vì không? là cũng em cũng ở trong một cái môi trường nghệ thuật từ bé, thì cũng cũng bắt đầu bằng những cái việc như học cung thiếu nhi rồi các thứ, thế là cứ dần dần dần, thế là xong rồi cấp 3 em cũng học ở cao đẳng nghệ thuật, thế là xong rồi lên đại học thì học ở Ít Kiêu được 3 năm, thì bắt đầu là em sang Đức em học 6 năm ở bên Đức đấy, thế là kiểu cứ thành một cái quãng cứ gắn liền với nghệ thuật như thế. Thế cái mà em thực hành sau này là đương đại như thế thì là em học ở trường Ít Kiêu hay là em học Đại học Việt Đức? Cũng cũng cả hai thời kỳ, tức là ở Việt Nam thì em cũng biết đến nhà sàn và cũng qua cả bố em cũng thực hành, có thực hành đương đại, thế là vâng, thế là xong rồi cũng khá là hứng thú về cái đấy, thì em bắt đầu là bằng hội họa, thế là xong rồi sang đến bên Đức thì bắt đầu kiểu có những câu hỏi kiểu đặt ra nhiều hơn, ví dụ như là thế nào là hội họa rồi kiểu như là, xong bắt đầu tìm về hiểu về nội dung rồi các thứ, thế là lúc đấy bắt đầu quyết định kiểu như là quay trở lại là kiểu thực ra những các cái bức tranh thì nó sẽ có một cái ẩn dụ hoặc là nó sẽ có một cái ý nghĩa hoặc là nó có một cái nội dung gì đấy, thế là xong rồi tự nhiên đặt câu ngược câu trở lại câu hỏi là kiểu như là thế từ cái hình thì mình sẽ có thể mình suy ra kiểu những cái ngôn ngữ ấy. Thế là bắt đầu em thực hành với cả ngôn ngữ. Vâng. Một trong những tác phẩm mà Nguyễn Art Foundation có của em đây là text, Đã. thì cái tầm quan trọng của ý nghĩa cũng như là về ngoại ngôn ngữ ấy, nó đóng vai trò như thế nào trong các tác phẩm của em? Cái tác phẩm của em thì em muốn đặt ra cái mối liên hệ giữa ngôn ngữ và hình thể, cũng nó không không hẳn là chỉ về mặt ngôn ngữ mà nó là cái sợi dây kết nối giữa hai cái phạm trù đấy, thì nói ví dụ như là mình có thể nói ra một cái từ như là ngôi nhà thì nó sẽ là có một cái hình ảnh, mỗi người sẽ có một cái hình ảnh ngôi nhà cho riêng mình, thì em khá hứng thú với cả cái mối liên kết giữa từ ngữ và hình ảnh. Thế trong cái tác phẩm text đấy thì mỗi một cái tranh thì em lại xóa mờ dần đi, mờ cho Vâng. đến lúc nó tô đen luôn, thì ý em là gì? Thực ra cái ý nghĩa của nghệ thuật thì nó rất là vô cùng. Em nghĩ là kiểu như là cái nghệ thuật đương đại thì nó đưa cái sự cởi mở đến với cả người xem nhiều hơn là kiểu một cái sự áp đặt của nghệ sĩ vào cái tác phẩm của mình. Thì cái việc mà tô cái đường biên của cái chữ đấy để nó chuyển thành một cái hình ảnh có thể gọi là trừu tượng, thì nó sẽ đưa ra một cái mối liên hệ giữa từ ngữ và hình ảnh, và nó khá là cởi mở với cả cái người xem để cho người xem có thể tự Tưởng tự tượng. vâng tự lấy ra cái ý nghĩa của mình ở trong một cái tác phẩm đấy. Tự suy niệm. Vâng. Trong cái tác phẩm Abstraction ấy, Vâng. thì em tạo ra gần 10.000 cái thứ tự chữ Vâng. khác nhau, và nghe thì nó rất là phức tạp, Vâng. nhưng mà em lại sử dụng một cái màn hình TV rất là đơn giản, lúc Vâng. mà công nghệ còn thấp, thì lý do vì sao em lại dùng chọn như vậy? Vâng. Cái tác phẩm Abstraction thì là nó là có 10 triệu cái À, 10 kết triệu. cấu. Vâng. Thì cái đấy thì là xong rồi em in ra thì nó thành 30.000 cái tờ giấy ấy. Thì còn cái việc mà sử dụng cái tivi cũ thì thứ nhất là kiểu như là em cũng hay thích về cái việc là kiểu như là những cái artwork mà nó về low budget, tức là kiểu những cái budget nó khá là khan hiếm, vì là kiểu như ở Việt Nam thì những cái nghệ sĩ thực hành nó sẽ gặp khó khăn hơn nhiều về mặt tài chính, thế cho nên là kiểu em cũng nghĩ là và mình sẽ chọn những cái mà nó không quá bị hoa mỹ và nó không nó thiên về cái xu hướng có thể Đơn giản. đơn giản hơn để mình có thể dễ dàng tiếp cận được với cả nghệ thuật hơn.
Lúc chị nhìn những cái màn hình tivi cũ ấy thì chị lại không nghĩ là em đang muốn theo xu hướng là đơn giản và tiết kiệm đâu. Chị lại nghĩ là em dùng cái contrast contrast giữa một cái nó rất là cũ ấy, với một cái ý mà mới. Chị không nghĩ đến cái yếu tố kinh tế ở trong đấy. Nó tại vì là cũng muốn làm việc với cả những cái chất liệu mà nó không quá phổ biến trong nghệ thuật ấy, thì ví dụ như là bút bi hoặc là giấy, hoặc là giấy kiểu giấy in, hoặc là đấy tivi cũ, thì cũng là vì là kiểu em cũng đặt ra câu hỏi cho mình là làm thế nào để tiếp cận nghệ thuật với cả một cái cách mà bình dân nhất có thể. Để em có nói là bố em cũng cũng em cũng có những cái inspiration từ bố, thì bố em là làm gì, chuyên về nghệ sĩ gì? Bố em thì là bắt đầu là bằng sơn mài. Bố em là nghệ sĩ sơn mài, bây giờ bố em cũng vẫn sáng tác sơn mài, và bố em cũng có cả thực hành về sắp đặt. Hay nhỉ. Bố em tên là gì? Bố em tên là Nguyễn Kim Quang ạ. Nguyễn Kim Quang. Có cái tranh con mèo là bố em vẽ tặng em. Thích nhỉ. Thế còn những cái tác phẩm mà dạng chữ như thế này là bắt đầu em ở Đức đúng không? Đúng ạ. Thì lúc đó em có bị ảnh hưởng của một người nghệ sĩ nào, hay là một cái xu hướng nào, hoặc là cảm hứng lấy từ đâu? Lúc đấy thì em cũng chưa biết nhiều về kiểu như về cái nghệ thuật của phương Tây ấy. Thế nó cũng là cái câu chuyện em vừa kể, là về kiểu em suy luận về cái em tư duy về cái phần nội dung của một cái tác phẩm nghệ thuật, và xong rồi cái chính cái suy luận đấy nó lại là bằng ngôn ngữ, thế là nó lại dẫn em đến với cả cái việc là kiểu từ cái hình ảnh của những cái bức tranh, hoặc là những cái sắp đặt từ những cái hình ảnh của nghệ thuật đấy, nó chuyển về nó lại qua cái suy nghĩ thì nó lại chuyển về cái địa hạt của ngôn ngữ ấy. Thế nên là em bắt đầu em thử chép một quyển triết học, bởi vì là lúc đấy em thấy là triết học chắc là cái thứ cao siêu, cho nên là kiểu nếu mà mình chép cái triết học lên tranh thì chắc là kiểu tranh mình sẽ Cao kiểu siêu. thế là bắt đầu từ những cái suy nghĩ đấy, thế là mình thực hành với cả text. Hay. Trong các tác phẩm của em ấy thì nó có dáng dấp của một sự trình diễn, đúng không? Thì những cái hành động mà nó liên quan đến trình diễn mà trong tác phẩm thì em thấy thế nào, em có thể nói với chị? Em nghĩ là kiểu cái nghệ thuật thì nó liên quan rất nhiều đến trình diễn, bởi vì là những họa sĩ thì họ cũng sẽ kiểu có những cái hành động nhất định với cả tương tác với cả toan hoặc Hay. là các thứ để kiểu nó là một cái hành động vẽ tranh ấy. Thì em nghĩ là cái trình diễn nó sẽ là cái bắt nguồn của nghệ thuật, và nó sẽ ví dụ những họa sĩ thì họ sẽ lại để lại dấu ấn đấy lên tranh, xong rồi những cái người sắp đặt thì họ sẽ để lại trong cái sắp đặt của Hay mình. hay. Chứ không nhất thiết là trình diễn là cứ phải đứng múa may đúng không? Thì có cả sang về phần trình diễn thì là kiểu tùy là cái người nghệ sĩ đấy sẽ kiểu consider đâu là kiểu như cái phạm trù mà mình đang làm việc. Em cũng được chọn là nghệ sĩ cái mùa season zero của Farm, thì em có thể chia sẻ xem cái kinh nghiệm mà em đã được làm việc ở Farm và các cái trao đổi với các nghệ sĩ cùng cái mùa lưu trú đấy như thế nào. Đấy cũng là kỷ niệm đẹp nhất cho đến nay của em với cả nghệ thuật đấy. Tại vì là nó ở A Farm, cái season zero của em thì có rất nhiều các bạn nghệ sĩ mà kiểu các cái background khác nhau và các cái thực hành khác nhau, và xong rồi gặp nhau ở đấy, và xong rồi kiểu cùng sinh hoạt trong một cái không gian, và có những cái studio, mỗi người có một cái studio riêng ấy. Kiểu bọn em tương tác với nhau rất là nhiều và cũng vẫn là bạn của nhau sau này. Thế là kiểu cái đợt mà lưu trú đấy thì kiểu nó mở ra rất là nhiều cái cơ hội cho em về sau. Cái tác phẩm mà em sáng tác cái lúc ở farm là tác phẩm nào nhỉ? Em có cái tác phẩm mà vợ em cũng đọc cái quyển từ điển đấy. Từ môi. Thì ở đấy là bắt đầu em có cái idea về cái việc đọc từ điển, và
em là người quay phim và vợ em là người đọc cái từ điển đấy. Chị nhớ rồi, nhớ cái lúc sau đấy bọn em cưới nhau. À thế thì hèn chi thích kỷ niệm đấy đẹp là đúng rồi. Em cũng được mọi người biết đến là nghệ sĩ khái niệm đa ngành. Thì em nghĩ vậy có đúng không? Và ý nghĩa của nó là gì? Em cũng nghĩ là kiểu cái thực hành của nghệ sĩ thì nó cũng sẽ rất là đa dạng. Và những người curator và những cái người mà làm về lịch sử nghệ thuật thì họ sẽ kiểu sẽ khám phá ra là kiểu cái nghệ sĩ này có thể là cái thời giai đoạn này họ hoạt động về cái nó thiên về cái hướng cái xu hướng này và cái thời gian sau nó thiên về xu hướng kia, hoặc là những cái tác phẩm khác nhau thì nó có thể thuộc về xu hướng này nhưng nó cũng có thể thuộc về xu hướng kia. Thế nên là nếu mà để tự gọi thì em cũng không biết mình có phải là nghệ sĩ ý niệm không. Thế thì theo em ý niệm và đa ngành nó là hai cái khác nhau. Nó nhưng nó không cùng vô được một chỗ. Cái đa ngành thì em nghĩ là cái thực hành của em thì nó em cũng cố gắng thử nghiệm với cả nhiều chất liệu nhất có thể, không phải nhất có thể nhưng mà em cố gắng thực hành với cả các cái chất liệu khác nhau. Thì em cũng không muốn quá dừng lại ở một đâu đấy. Có thể là về sau sẽ dừng lại một đâu đấy nhưng mà kiểu bây giờ em vẫn đang muốn khám phá xem kiểu các cái chất liệu khác nhau và các cái cách thực hành nghệ thuật khác nhau. Năm vừa rồi thì có cái đại dịch ấy. Vâng. Thì em thấy nó có cái ảnh hưởng gì đến cái cuộc sống cũng như là trong cái công việc của em? Nó cũng làm em khá là trăn trở về cái sáng tác của mình. Bởi vì là khi mà kiểu như là có một cái đại dịch xuất hiện thì kiểu cái việc mà kiểu đưa tác phẩm ra đến công chúng nó khó khăn hơn rất là nhiều. Và lúc đấy thì kiểu như là sẽ còn lại cái người nghệ sĩ với cả chính mình ấy, thì sẽ lúc đấy kiểu là những cái lúc mà kiểu phải tư duy về nghệ thuật và kiểu đặt lại những cái câu hỏi là kiểu nghệ thuật để làm gì thôi. Nếu mà thực hành không có công chúng thì thực ra cũng sẽ hơi chán. Thế nên là nhưng mà em thấy có một cái ưu điểm là các nghệ sĩ sẽ tập trung về cái đất nước của mình hơn và suy nghĩ về cái môi trường nghệ thuật bản địa nhiều hơn. Thì nó cũng là một cái mà em thấy là thú vị. Vâng. Cũng là một cơ hội. Vâng. Đúng không? Vâng. Rồi bây giờ thì em đang tiếp tục làm những cái dự án gì? Trong mấy cái tháng dịch vừa rồi thì em cũng có ngồi chép cái quyển từ điển và xong nó cũng là cái quyển từ điển bỏ túi, nó chỉ nhỏ nhỏ thôi. Xong em chép các cái từ trong đấy ra nhưng mà không chép cái ý nghĩa của những cái từ đấy. Từ điển gì? Từ điển Việt Việt ạ. Việt Việt. Vâng ạ. Cái đấy là em chép bao nhiêu chữ thì nó ra cái bước đấy? Nó khoảng, em nghĩ nó khoảng mấy chục nghìn từ rồi đấy. Mấy chục nghìn từ. Chị nhìn xa xa chị thấy nó giống như một cái galaxy. Vâng. Yeah. Em có nghĩ thế không? Vâng. Hay là đấy là chị tưởng tượng ra thôi? Em cũng không, cái tác phẩm này thì em cũng không đưa cho nó một cái form từ đầu mà em kiểu rất là kiểu ngẫu hứng. Và xong em chép các từ thế là nó sẽ tạo thành một cái form. Em cũng không rõ nó là cái form thế gì. Nó có một cái chiều sâu như muốn hút được vào ấy. Vâng. Yeah. Vâng. Như là nó chuẩn bị hút vào bay vào chỗ đến đây. Có thể là do cái chuyển động vòng tròn của tay đấy. Kiểu như là cứ lúc đang chép ở đây thì lại chán ở đây lại chạy sang đây. Thế là tự nhiên dần dần nó thành một cái vòng tròn ở giữa. Em có câu hỏi gì cho chị hay là cho Nguyễn App Foundation? Nếu mà chị Quỳnh có một câu nói với cả nghệ sĩ thì chị sẽ muốn nói cái gì nhất? Nếu mà với nghệ sĩ thì chị nghĩ là chị sẽ nói là mọi người phải hãy tự tin và sáng tác. Tại vì bất kể một cái gì đều sẽ là tốt. Tự tin.